Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây là chiếc iPhone 11 ha. Đầu tiên hôm nay Thịnh sẽ làm cái nghi thức đó là chúng ta đếm ha, chúng ta đếm đồ hàng. Đây rồi anh em nhìn đây nha, Thịnh vừa lấy trong bịch ra. Đây là những cái bộ phận linh kiện Thịnh đã thay ra từ cái chiếc máy này ha. Đó, đầu tiên anh em sẽ nhìn vào cái những cái bộ phận linh kiện thay ra để anh em hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của cái máy này như thế nào. Đây là cái bộ vỏ ha, anh em nhìn thấy nó cong không? Anh em nhìn thấy nó cong không? Cong khủng khiếp chưa? Đó, như một cái giỏng, như một cái xuồng rồi đó ha, gãy luôn, vỏ bên đây gãy luôn đó. Và hình lột cái này ra cho anh em xem nha, do nó bể quá nhiều nên là mình dán băng keo để cho những cái miệng nó không có đâm vào tay đó, hé hé ra thôi là anh em đủ hiểu vấn đề nha. Đó, anh em thấy kinh dị không? Rồi, ok anh em, nếu anh em không nhìn thấy cái hình ảnh này mà anh em nhìn thấy cái máy này thôi đó, anh em có nhìn ra được trước đó nó nhỏ như thế nào không? À, ken xà beng ha, ken xà beng đó đó, ok anh em. Rồi đây, ngoài cái vấn đề cái vỏ đó ra còn cái này nữa anh em, đây cụm camera trước, cụm camera sau đó. Coi như khi cái máy này đã trải qua một cú va đập cực mạnh, Thịnh nói là cái này là chắc là chỉ có là chọi hết sức vào một cái bề mặt nào đó, chứ mà xe cán nó cũng không đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đó, chọi hết sức vào tường hay là cái gì đó. Cam sau cam trước hư bể hết hoàn toàn, vỏ thì nát bươm. Máy lúc mà đem đến cho Thịnh là trong tình trạng là máy không lên nổi luôn đó, lên táo tắt, lên táo tắt, không khởi động lên nổi luôn. Thì bây giờ đây là kết quả sửa chữa ha, máy đã hoạt động lại hoàn hảo mọi tính năng, chỉ duy nhất một vấn đề là Face ID là không cứu nổi nữa, bởi vì khi mà bạn này mình va đập mạnh quá như vậy thì cái con mắt 7 màu nó đã bể rồi đó, thì coi như phần Face ID là không cứu nổi. Nhưng mà tất cả những tính năng khác Thịnh đã khôi phục về trạng thái nguyên zin như lúc ban đầu đó, với một cái chi phí cực kỳ ém xuống thấp nhất có thể. Riêng về sửa iPhone, Thịnh nói với anh em giá sửa ở bên mình, nhiều khi anh em thắc mắc là sao anh làm rẻ hơn bên ngoài nhiều quá, bởi vì Thịnh nói hai vấn đề thôi. Một là bên anh là đơn vị trực tiếp ha, trực tiếp làm không qua trung gian. Hai đó là cái cách làm của mình, đó là nó tối ưu về cái mặt chi phí, bởi vì mình đánh chuyên sâu, có nghĩa là đúng cái phần nào lỗi mình sẽ dò vào và mình chích đúng thuốc ở những cái vị trí đó, mình không làm lan man, mình không làm lan man, nên là chi phí nó sẽ giảm xuống, nó ém xuống cho anh em rất nhiều. Một cái máy nát bươm như vậy mà Thịnh phục dựng lên như vậy mà chi phí cũng cực kỳ hợp lý, và khi mà báo ra là bạn bạn đã đồng ý làm rồi. Bây giờ máy này mình đã làm những gì về cái phần main, khi mà nó lên táo chớp tắt đó do máu va đập quá mạnh đi, dẫn đến main gần như là IC rồi tụ trở rồi bị bung răng văng ra rất là nhiều, main biến dạng đó. Nhưng mà mình đã đo đạc, mình thay thế linh kiện, mình đưa nó về cái trạng thái nguyên zin của main như lúc ban đầu, dẫn đến là mọi tính năng full hết, không hao nguồn, không nóng máy gì nữa hết đó. Máy này hình để bữa giờ mấy ngày pin không tụt bao nhiêu đó. Rồi à, và mình thay vỏ, mình thay vỏ đây, mình sử dụng một cái bộ vỏ chất lượng là loại tốt nhất đó. Khi mà mình thay qua kết hợp với cái việc và mình canh chỉnh bên trong để làm cho mọi tính năng nó nút bấm rồi nè, êm ái ha, nhanh nảy. Nhiều anh em mà đi thay vỏ, đôi khi anh em nhìn cái chuyện thay vỏ anh em nghĩ nó giống nhau mà thật sự không giống nhau đâu. Có nhiều khi anh em thay mà anh em không chuẩn, anh em bấm mấy cái nút này nó cảm giác nó khó chịu lắm, nó cứng cứng, nó kẹt kẹt, chứ nó không có nảy, nó không có êm như zin như thế này. Thay vỏ cũng là cả một cái vấn đề kinh nghiệm và nghệ thuật đó nha anh em, nhất là vỏ iPhone nha, chứ không phải là nói là thay ở đâu cũng giống nhau đâu đó. Nhiều anh em đi thay vỏ xong lại đưa qua mình để mà fix những cái lỗi lặt vặt do quá trình lắp ráp không chuẩn, ví dụ như lắc lắc nó nghe kêu lọc cọc, cái cục pin dán chưa chắc, hoặc là nút bị kẹt nè, hoặc là gạt rung nè đó. Và mình thay cái cặp cam đó, thay cái cam sau và thay cái cam trước, thay nguyên một cặp cam luôn cho chiếc máy này thì nó mới trở về cái trạng thái mà hoàn hảo như thế này đây đó anh em. Mà nhìn bởi vậy nhiều khi anh em đi mua máy á, anh em thấy cái máy rồi tinh tươm quá đúng không, anh em nói máy mua mới ken xà beng à anh ơi đó. Anh em đâu qua cái video clip này thì anh em hiểu được vấn đề lý do Thịnh nói tại sao những cái máy dựng rồi nó lỗi là như vậy đó. Có những cái máy nhiều khi nó ban đầu nó nát đến như vậy đó, người ta thay vỏ, người ta làm sơ sơ lại, bởi vì đâu có phải ai cũng tận tâm và đâu phải ai cũng đủ kinh nghiệm để xử lý những cái ca mà máy đập nặng như vậy đâu. Nó vẫn còn lỗi, nó chỉ làm sơ thay vỏ cho hình thức đẹp rồi lại thôi
đó, rồi xong nó bán xong rồi nó chạy luôn đó, cắt đứt liên lạc đó, gọi là trong cái thuật ngữ của sửa chữa hoặc là buôn bán ở trên thị trường điện thoại mình dùng cái từ đó gọi là bán hàng đâm đó, có nghĩa là bán dí cho người ta xong bỏ luôn đó, máy thì đầy lỗi, nên là anh em đừng đi mua máy cũ, anh em đừng bị thu hút bởi cái vẻ ngoài nha đó, anh em nhìn vẻ ngoài nè đã không, anh em đâu biết là trước đó nó như vậy đâu đúng không. Rồi ok anh em, xung quanh cái công tác sửa iPhone 11 á thì nó sẽ rất là phức tạp đối với những cái máy mà liên quan tới mainboard, đặc biệt là máy va đập mạnh như thế này. Mainboard là một cái lĩnh vực sửa chữa đòi hỏi cái kỹ thuật chuyên môn rất là cao, cái tay nghề và những cái bí quyết của từng người thợ nữa. Rất rất nhiều lỗi thợ này sửa được nhưng mà thợ khác không sửa được. À, và quan trọng nhất của một cái sửa chữa main á là anh em phải tìm đến được những người thợ chuyên sâu về cái dòng máy đó và họ được tiếp nhận cái máy ngay từ đầu, thì đó là một cái ưu thế rất là lớn của anh em. À, bởi vì nếu mà một người thợ không chuyên thì người ta sẽ làm sai cách, và ngày nay smartphone bo mạch điện tử khi mà anh em làm sai cách rồi thì cái khả năng mà sửa chữa thành công nó sẽ rất là thấp, nó sẽ giảm xuống rất là thấp. Ví dụ một người thợ chuyên họ nhận ngay từ đầu thì gần như ví dụ 90% là cứu được, thì nói hẳn vậy luôn, 90% cỡ nào cỡ cũng có thể cứu được. Còn ví dụ mình nhận những cái máy mà đã qua vọc vạch rồi, làm không đúng cách đó, thì có hai trường hợp xảy ra. Một là mình tốn rất là nhiều thời gian và nó phát sinh thêm chi phí để mà khôi phục lại máy, nếu mình nhận ngay từ lúc đầu thì nó sẽ không như vậy. Hai đó là gì, đó là có thể mất khả năng sửa chữa luôn, nếu mà cái việc can thiệp của người trước đó họ can thiệp quá sâu và quá sai thì có thể mất hoàn toàn khả năng sửa chữa luôn, lúc đó nó sẽ đội lên một cái chi phí cao hơn rất là nhiều, ví dụ như phải thay mới toàn bộ main đó, ví dụ vậy. Những trường hợp đó thì đa phần là thành trả máy rồi đó, vì chi phí nó không còn hợp lý nữa. Rồi ok anh em, một cái máy iPhone 11 va đập cực kỳ nặng luôn đó, và đã được phục dựng lên hoàn hảo như thế này, chỉ mỗi cái là không có Face ID. Face ID thì do bể cái mắt 7 màu rồi, coi như là cái đó là buộc là chịu thôi, nhưng mà anh em đã sử dụng thì hoàn toàn tin tưởng. Nhiều anh em sửa bên Thịnh em hỏi vậy về chắc em đem em bán chứ em sợ nó hư này hư kia đó, thì anh em không phải lo cái chuyện đó nha. Khi mà mình làm những máy nào mình biết ổn định và bền, bền ở đây có nghĩa là mình đưa về cái trạng thái được như cái máy zin lúc ban đầu thì mình mới làm. Còn ví dụ nó còn hao dòng, nó còn nóng máy, nó còn những cái rủi ro tiềm ẩn thì mình sẽ không làm, hoặc là mình báo với anh em rõ ràng. Còn khi mà mình đã giao máy được cho anh em thì anh em cứ yên tâm. Đó là lý do tại sao bên Thịnh làm máy luôn hỗ bảo hành và hỗ trợ sau bảo hành. Mình không sợ vấn đề bảo hành, bởi vì sao? Bởi vì mình biết cái máy nó đã chuẩn rồi. Có một số nơi sửa chữa họ rất là sợ bảo hành, bởi vì thật ra họ biết cái máy đó chưa tới chắc chắn rằng vừa hết bảo hành hoặc là tròn trong bảo hành thì họ đã phải gặp lại nó rồi. À, nhưng mà mình thì không ha. Đó, vì mình làm, mình biết cái máy nó như thế nào và mình giao máy cho anh em thì thật sự là đi kèm với đó là sự tự tin. Rồi ok anh em, nếu anh em nào xem được video clip này gặp vấn đề iPhone 11 mà anh em có lỡ va đập mạnh như thế này đó, thì hy vọng là anh em cũng đừng có tuyệt vọng ha, vẫn còn có khả năng cứu sống đó. Máy này là nặng lắm rồi mà vẫn cứu được. À, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để ở bên dưới. Đối với Thịnh quan trọng nhất là anh em chúng ta kết giao bằng hữu vui vẻ, và Thịnh mang đến cho anh em những cái thiết bị được sửa chữa chất lượng và tiết kiệm. Đó là cái thành tựu lớn nhất và cái niềm vui nhất của mình. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.